sĩ Hà Hồng Tơ và nghệ sĩ Bình Tập Tôn. Thì Hồng Tơ có những cái đám trong giới nghệ sĩ thì anh em thường hay gọi là đám buồn, tức chung là đám tang của những người quá cố. Thì hôm nay Hồng Tơ hay tin nhạc sĩ Trung Hiếu là một người bạn mà Hồng Tơ đã từng đi chung năm 1981 đoàn cải lương cao nguyên của bầu là bà Tâm, tức như là má của nữ nghệ sĩ Ngọc Dường Châu bây giờ, má vợ của anh Châu Thanh, ngày xưa là Tuấn Kiệt. Thì Hồng Tơ với Trung Hiếu cũng chơi với nhau. Rồi sau thời gian cải lương bắt đầu nó không còn đương thời nữa, thì Trung Hiếu mới là một cái quán nghệ sĩ đầu tiên, hình như là mình nhớ không phải là đầu tiên, nhưng mà một cái quán nghệ sĩ lúc đó là cũng đình đám quán nghệ sĩ là được cái mang cái bản hiệu là Ngô Đồng, thì cũng tập trung anh em nghệ sĩ đến để mà đàn ca hát sướng để phục vụ những quý khách yêu mến cải lương. Thì hôm nay hay tin Trung Hiếu ra đi về nơi cõi vĩnh hằng, thì Hồng Tơ cũng đến thắp một nén nhang để tiễn biệt người bạn của mình, và cũng rất mong cho hương linh của nhạc sĩ Trung Hiếu sớm được siêu thăng tịnh độ về cõi Tây Phương cực lạc. Nhìn em chào chụp hình. Chị, anh chị nhìn em chụp hình. Chụp hình, mời chụp hình. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chạy vòng chạy. Chị, quay bên đây đi, quay bên đây đi. Quay bên đó đi. Một, hai, ba, tắm nữa. 1, 2, 3. Chúc gửi vậy. Một, hai, ba, tắm nữa. 1, 2, 3.